Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội đề xuất nâng chiều cao khu tập thể Trung Tự lên 48 tầng. Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường công du châu Âu. Trình Quốc hội bổ sung hơn 2.500 tỷ đồng cho EVN kéo điện lưới ra Côn Đảo. Cơ quan chức năng có động thái mới với sân gốc đồi cù Đà Lạt. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đang lấy ý kiến nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể Trung Tự tỷ lệ 1 trên 500. Theo thuyết minh, dự kiến quy mô dân số khu tập thể Trung Tự 8.200 người, vùng phụ cận hơn 4.000 người. Mức độ xây dựng toàn khu giữ nguyên theo quy hoạch phân khu, đô thị tỷ lệ 1 trên 2.000 đã được thành phố phê duyệt năm 2012 là 30-60%. Chiều cao tối thiểu vẫn giữ từ 2 tầng, nhưng với chiều cao tối đa, đồ án lần này đề xuất nâng gấp đôi số tầng quy hoạch phân khu trước đó đưa ra từ 24 lên 48 tầng. Các hạng mục dự kiến trong khu vực lập quy hoạch bao gồm nhà chung cư, nhà liền kề, nhà biệt thự và các hạng mục công trình hạ tầng xã hội như trường mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông, công viên cây xanh, vườn hoa, sân luyện tập thể dục thể thao, các công trình trụ sở cơ quan, hành chính, đường giao thông, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác. Khu tập thể Trung Tự rộng gần 12 hecta, gồm phường Trung Tự, quận Đống Đa. Khu tập thể gồm có 29 tòa nhà chung cư cao 5 tầng và 119 nhà biệt thự liền kề, hầu hết được xây dựng từ những năm 1970 đến 1980. Khu tập thể này có thiết kế gồm 4 đến 5 tầng xen kẽ, những khối nhà 2 đến 3 tầng đã xuống cấp, không có thang máy. Bình quân mỗi tòa nhà có 60 đến 120 căn hộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân lên đường dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ và thăm chính thức Hungary, Romania. Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân rời sân bay Nội Bài rạng sáng ngày 16 tháng 1. Tháp tùng Thủ tướng là Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng các quan chức khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân sẽ dự hội nghị lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos, Thụy Sĩ, theo lời mời của nhà sáng lập kiêm chủ tịch WEF Klaus Schwab. Sau khi dự WEF, Thủ tướng sẽ thăm chính thức Hungary và Romania theo lời mời của người đồng cấp hai nước. Chuyến công du sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 1. WEF là một trong những diễn đàn toàn cầu uy tín, thu hút sự quan tâm và tham dự của hầu hết lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế cũng như các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới. Việt Nam và WEF có quan hệ từ năm 1989. WEF thường mời Việt Nam tham dự các hội nghị thường niên tại Davos và các hội nghị của WEF về Đông Á. Hội nghị WEF Davos 2024 diễn ra vào ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 với chủ đề Tái thiết lòng tin, tập trung 4 nhóm vấn đề gồm thúc đẩy an ninh và hợp tác cùng có lợi trong một thế giới phân mảnh, tạo động lực tăng trưởng và việc làm trong kỷ nguyên mới, chiến lược dài hạn đối với khí hậu, tự nhiên và năng lượng, trí tuệ nhân tạo, động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch COVID-19 với hơn 2.600 đại biểu tham dự, trong đó có lãnh đạo của gần 70 nước, đại diện hoàng gia và tổ chức quốc tế, mức tham dự cao hơn cả trước thời kỳ đại dịch COVID-19. Ngày 16 tháng 1, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn để kéo điện lưới ra huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Chính phủ đề xuất phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng trong tổng số vốn hơn 37.303 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia ra huyện Côn Đảo. Chính phủ trình Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 đến 2025 cho EVN để thực hiện dự án. Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Theo tờ trình của Chính phủ, ngay từ đầu kỳ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội và Quốc hội đã quyết định bố trí vốn cho EVN để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án chậm là do quá trình lựa chọn phương án cấp điện cần nhiều thời gian, phải đo đạc, khảo sát, tính toán lựa chọn phương án tối ưu. Ngày 16 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết,
vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, báo cáo về hồ sơ, thủ tục và việc đầu tư xây dựng hạng mục tòa nhà câu lạc bộ golf trong đồi Cù Đà Lạt thuộc dự án khu nghỉ mát Đà Lạt do công ty cổ phần Hoàng Gia DL làm chủ đầu tư. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và cơ quan liên quan rà soát trình tự, thủ tục và việc đầu tư xây dựng hạng mục tòa nhà câu lạc bộ golf trong đồi Cù Đà Lạt của công ty cổ phần Hoàng Gia DL. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thường trực tỉnh ủy trước 11 giờ 30 ngày 17 tháng 1 2024. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt lập hồ sơ xử lý các sai phạm trong đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án tòa nhà câu lạc bộ golf đồi Cù Đà Lạt. Như thanh niên đã phản ánh, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt xác định chủ đầu tư đã xây dựng công trình tòa nhà golf tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 17, vị trí khu vực giáp đường Đinh Tiên Hoàng, sân golf, lỗ golf số 8. Trong đó, công trình khối 1, thiết kế mái vòm sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và thiết kế được phê duyệt. Tổng diện tích xây dựng sai phạm của khối này trên 3.300 m². Cạnh đó, tòa nhà khối 2 không có giấy phép xây dựng và thiết kế được phê duyệt. Khối nhà này có diện tích một sàn xây dựng 4.478 m² với 2 tầng hầm, 1 tầng trệt và 2 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng trên 20.000 m². Căn cứ Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 1, 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt ra quyết định xử phạt đối với bà Lê Thị Hồng Xuân, ngụ đường Dơ Xin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Gia DL, chủ đầu tư tòa nhà câu lạc bộ golf 240 triệu đồng. Cụ thể, khối 1 xây dựng sai phép bị phạt 110 triệu đồng, với khối 2 xây dựng không có giấy phép bị phạt 130 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu công ty cổ phần Hoàng Gia DL phải tháo dỡ các hạng mục xây không phép, sai phép tại công trình tòa nhà câu lạc bộ golf. Kim Oanh Group được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 50 hectare tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày 9 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Một Thế Giới, còn gọi là dự án Hòa Lân, cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh thành phố Hồ Chí Minh, công ty thành viên của Kim Oanh Group. Dự án có quy mô gần 50 hectare, tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch gồm đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, Nguyễn Thị Minh Khai và vành đai 3, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng Một Thế Giới hướng tới xây dựng khu đô thị cao cấp hàng đầu tại Bình Dương, kết hợp nhà ở và các công trình thương mại, giáo dục, vui chơi giải trí với hệ thống hạ tầng hiện đại và đảm bảo kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông của khu vực. Sản phẩm chính của dự án này bao gồm shop house, nhà phố liền kề, biệt thự compound, căn hộ. Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group cho biết, dự án được chia thành 6 dự án thành phần sẽ được tập đoàn tiến hành đầu tư và giới thiệu ra thị trường ngay trong năm 2024. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.